Mạnh Tiến xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi bản tin buổi trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh. Chúc quý vị khán giả một ngày làm việc thật hiệu quả và thành công. Và bây giờ, mời quý vị khán giả cùng theo dõi những thông tin thời sự trong tỉnh đáng chú ý. Ban tuyên giáo Trung ương làm việc tại thành phố Tây Ninh. Phiên trọng thể Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Tây Ninh lần thứ 8. Chuyện phố hàng, nếp sống xưa của người Hà Nội. Sáng ngày 9 tháng 10 năm 2024, đoàn kiểm tra số 3 Ban chỉ đạo thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, gọi tắt là Ban chỉ đạo 138 Trung ương, có buổi kiểm tra kết quả thực hiện chương trình phối hợp về đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới tại Ban chỉ đạo thành phố Tây Ninh. Đoàn công tác do ông Phan Xuân Thủy, Phó trưởng Ban tuyên giáo Trung ương làm trưởng đoàn. Tiếp đoàn kiểm tra có Đại tá Trần Văn Luận, Phó Giám đốc Công an tỉnh, ông Nguyễn Thái Bình, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Tây Ninh. Báo cáo với đoàn kiểm tra Trung ương, thời gian qua, Ban chỉ đạo 138 thành phố đã tổ chức 34 buổi tuyên truyền với hơn 6.500 người dự, cấp phát 28.000 tờ tuyên truyền an toàn giao thông và 2.407 tờ rơi tuyên truyền khuyến cáo các biện pháp bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy, chuyển tải 2.150 lượt tài liệu, hình ảnh, video và thông tin tuyên truyền lên hệ thống nhóm Zalo tuyên truyền phòng chống tội phạm và trang Facebook của Công an thành phố. Song song đó, Công an thành phố đã lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phù hợp với đặc điểm, tính chất địa bàn, nghề nghiệp, tôn giáo, dân tộc bằng nhiều mô hình phong trào thiết thực và nhân rộng các mô hình hiệu quả. Tại buổi làm việc, thành viên Đoàn kiểm tra Trung ương và Ban chỉ đạo 138 thành phố trao đổi thảo luận làm rõ thêm một số nội dung hoạt động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới. Sáng ngày 10 tháng 10, tại Hội trường Tỉnh ủy Tây Ninh đã diễn ra phiên chính thức Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Tây Ninh lần thứ 8, nhiệm kỳ 2024-2029. Đến tham dự có ông Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, ông Phạm Hùng Thái, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh. Tại đại hội, các đại biểu đã thảo luận và thông qua những nội dung quan trọng tập trung vào mở rộng đoàn kết, thu hút thanh niên, đặc biệt là thanh niên công nhân. Đại hội đã đề ra 10 chỉ tiêu cơ bản cho nhiệm kỳ 2024-2029, tập trung vào hai nhiệm vụ chính: phong trào Tôi yêu Tổ quốc tôi và chương trình xây dựng Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam vững mạnh. Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2024-2029 đã được hiệp thương gồm 33 thành viên. Chị Nguyễn Thị Trúc Mai được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Tây Ninh lần thứ 8, nhiệm kỳ 2024-2029. Bên cạnh đó, Ban kiểm tra Ủy ban Hội gồm 5 thành viên và đoàn đại biểu tham dự Đại hội Toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ 9 gồm 9 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết cũng đã được hiệp thương. Gửi gắm kỳ vọng đến thanh niên Tây Ninh tại đại hội, ông Phạm Hùng Thái, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh đã khen ngợi những nỗ lực và đóng góp của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh trong nhiệm kỳ vừa qua. Ông nhấn mạnh để tiếp tục khẳng định vai trò của hội trong việc đồng hành cùng tỉnh thực hiện các nhiệm vụ chính trị quan trọng, hội cần chú trọng giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức và lối sống cho thanh niên. Mỗi thanh niên cũng cần không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao kiến thức, kỹ năng và tinh thần sáng tạo để góp phần xây dựng quê hương Tây Ninh ngày càng phát triển. Nhân dịp này, Ủy ban Trung ương Hội, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh đã tuyên dương các tập thể, cán bộ hội, hội viên, thanh niên tiêu biểu trên các lĩnh vực trong công tác hội và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2019-2024. Trong không khí sôi động của Đại hội, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Tây Ninh đã tổ chức không gian triển lãm giới thiệu các sản vật đặc trưng của địa phương, các sản phẩm từ doanh nghiệp trẻ và những dự án khởi nghiệp sáng tạo của thanh niên trong tỉnh. Triển lãm đã dành riêng một không gian để trưng bày các sản vật địa phương, những đặc sản mang đậm nét văn hóa Tây Ninh, từ không gian đọc sách đến nông sản, thủ công mỹ nghệ, đến các sản phẩm chế biến từ đặc sản vùng miền. Tất cả đều được bày biện cẩn thận, thu hút sự quan tâm của đông đảo các hội viên thanh niên tham quan. Bên cạnh đó, khu vực trưng bày sản phẩm của các doanh nghiệp trẻ và dự án khởi nghiệp do thanh niên thực hiện cũng thu hút nhiều sự chú ý. Đặc biệt tại triển lãm, nhiều sản phẩm ứng dụng công nghệ cao được giới thiệu, thể hiện rõ tinh thần đổi mới sáng tạo của thế hệ trẻ Tây Ninh.
Tối 9 tháng 10, trong khuôn khổ chuỗi hoạt động chào mừng Đại hội, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Tây Ninh đã tổ chức đêm nhạc Acoustic tại Trung tâm Học tập và Sinh hoạt Thanh thiếu nhi tỉnh. Đến tham dự có chị Trịnh Thị Như Trang, Phó Bí thư tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng đội tỉnh. Đêm nhạc đã mang lại không gian giao lưu sôi động trẻ trung cho hội viên thanh niên trong tỉnh. Các bạn trẻ có cơ hội thể hiện tài năng và bản lĩnh của mình qua những tiết mục âm nhạc đặc sắc. Chương trình không chỉ góp phần rèn luyện sự tự tin mà còn thắt chặt tình đoàn kết giữa các hội viên, tạo nên sức mạnh chung của thanh niên Tây Ninh. Chiều ngày 9 tháng 10, ông Nguyễn Văn Lam, trưởng ban Kinh tế xã hội Hội đồng Nhân dân thị xã Trảng Bàng, chủ trì phiên họp thẩm tra các nội dung trình kỳ họp thứ 12 Hội đồng Nhân dân thị xã khóa 12, nhiệm kỳ 2021-2026. Tham dự có ông Nguyễn Văn Ngách, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thị xã, ông Trần Minh Tâm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã. Tại phiên họp, các đại biểu tập trung phân tích, đánh giá cho ý kiến đối với tờ trình, nghị quyết điều chỉnh bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024, nguồn ngân sách thị xã. Theo đó, Ủy ban Nhân dân thị xã điều chỉnh giảm hơn 71,5 tỷ đồng từ vốn đầu tư quỹ phát triển đất và các dự án không sử dụng hết vốn để chuyển sang đầu tư 19 dự án mới phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng tại địa phương. Các đại biểu cơ bản thống nhất với nội dung báo cáo, đồng thời trao đổi, thảo luận, làm rõ một số vấn đề liên quan. Sáng ngày 10 tháng 10, tại Hội trường Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã diễn ra lễ khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới đợt 2 năm 2024. Đến dự có đồng chí Nguyễn Tiến Tân, Phó Bí thư Đảng ủy Khối, trưởng ban tổ chức lớp học. Lớp học lần này triệu tập 58 đồng chí học viên được chọn cử từ các cơ quan đơn vị thuộc Đảng ủy Khối, diễn ra trong 8 ngày từ ngày 10 tháng 10. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Nguyễn Tiến Tân đề nghị các học viên đảm bảo chấp hành nội quy của lớp học để đạt được kết quả học tập tốt. Sáng ngày 10 tháng 10, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tây Ninh phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác bảo hiểm y tế học sinh sinh viên năm học 2023-2024. Đến dự hội nghị có bà Nguyễn Thị Thu Cúc, Phó trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy. Theo số liệu thống kê của Bảo hiểm xã hội tỉnh Tây Ninh, trong năm 2023-2024, toàn tỉnh có 326 đơn vị trường học tham gia bảo hiểm y tế, với tổng số học sinh sinh viên là hơn 202.000 em, đạt tỷ lệ trên 99,8%. Trong năm học vừa qua, có trên 80.000 lượt học sinh sinh viên đi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại các cơ sở y tế, được Quỹ Bảo hiểm Y tế chi trả hơn 28 tỷ đồng. Trong năm học 2024-2025, Bảo hiểm xã hội tỉnh cùng với Sở Giáo dục và Đào tạo đặt chỉ tiêu 100% học sinh sinh viên tham gia bảo hiểm y tế, đồng thời tiếp tục đưa chỉ tiêu tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế học sinh làm tiêu chí đánh giá chất lượng, bình xét thi đua khen thưởng đối với tập thể và người đứng đầu các phòng giáo dục và đào tạo, các trường trực thuộc. Sáng ngày 9 tháng 10, Ủy ban Nhân dân huyện tổ chức hội nghị công bố quyết định về việc điều động và bổ nhiệm về công tác cán bộ tại Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh huyện. Đến dự có ông Võ Hồng Sang, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện. Tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Kim Ngọc, trưởng phòng nội vụ huyện đã công bố quyết định của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện về việc điều động bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện đến nhận công tác tại Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh huyện và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc. Thời gian bổ nhiệm là 5 năm kể từ ngày 10 tháng 10 năm 2024. Nhân ngày truyền thống luật sư Việt Nam 10 tháng 10, chiều ngày 9 tháng 10, ông Nguyễn Thế Tân, Phó chủ nhiệm Đoàn luật sư tỉnh cùng đại diện đoàn đã đến thăm và chúc sức khỏe luật sư Nguyễn Văn Re và luật sư Võ Tùng Quân thuộc Đoàn luật sư tỉnh Tây Ninh. Tại buổi gặp gỡ, ông Nguyễn Thế Tân thay mặt Đoàn luật sư đã ân cần thăm hỏi các luật sư Nguyễn Văn Re và luật sư Võ Tùng Quân và cảm ơn hai luật sư đã nỗ lực cống hiến và đồng hành cùng đoàn trong suốt 30 năm qua. Chúc các luật sư có nhiều sức khỏe, luôn kiên định, dũng cảm và nhiệt huyết, tiếp tục trên con đường bảo vệ lẽ phải, xây dựng một xã hội văn minh, dân chủ. Thưa quý vị, lấy cảm hứng từ ngôi nhà di sản 87 Mã Mây, chuyện phố hàng tái hiện không gian và đời sống sinh hoạt của một gia đình người Hà Nội những năm 30 thế kỷ trước. Cách bố trí độc đáo các hiện vật trưng bày, du khách tham quan có thể hình dung cụ thể về cách thức sản xuất và buôn bán thuốc đông y của gia đình trung lưu người Hà Nội vào khoảng thời gian đó.
sân khấu hóa cùng nghệ thuật hát múa truyền thống kết hợp với hiệu ứng âm thanh ánh sáng. Kiện phố hàng đã đưa khán giả trở về với quá khứ của người Hà Nội những năm 1930 của thế kỷ trước. Đồng thời, khán giả còn được chiêm nghiệm sự tinh tế, tao nhã của người Hà Thành trong cách ứng xử thông qua hình ảnh của gia đình sản xuất và buôn bán thuốc đông y. 36 phút biểu diễn đã thể hiện bộ gốc thật nhất của 36 phố phường kinh kỳ xưa và từ đó đã lan tỏa nét đẹp văn hóa truyền thống, quảng bá hình ảnh con người và đất nước Việt Nam tới du khách trong và ngoài nước. Chúng tôi mong muốn là sẽ lan tỏa được đến nhiều hơn nữa đối với cả các du khách trong nước và quốc tế biết đến để về chúng tôi làm cái công tác trong cái công tác bảo tồn cái giá trị di sản văn hóa vật thể và phi vật thể. Và đặc biệt đây là cái câu chuyện về phố nghề, là cái phố ở đông y ở trên phố Lãnh. Việc tổ chức không gian trưng bày và tour thực cảnh với chủ đề chuyện phố hàng không chỉ thu hút người dân và du khách ghé thăm để chiêm nghiệm về nét đẹp xưa của Hà Nội, mà còn đưa những người ở độ tuổi trung niên có thêm những suy nghĩ sâu sắc về văn hóa và lịch sử phố cổ. Thưa quý vị khán giả, tiếp theo bản tin trưa hôm nay là phần tin trong nước và thế giới. Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Thủ tướng Thái Lan. Khôi phục không gian xanh, bờ vỡ sông Hồng. Liên Hợp Quốc có phó tổng thư ký mới. Thưa quý vị, chiều ngày 9 tháng 10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có cuộc gặp với Thủ tướng Thái Lan Prayuttan Chan-o-cha. Tại cuộc gặp giữa Thủ tướng Phạm Minh Chính với Thủ tướng Thái Lan, hai Thủ tướng hài lòng trước sự phát triển tốt đẹp của quan hệ láng giềng hữu nghị và đối tác chiến lược tăng cường Việt Nam-Thái Lan, nhất trí tăng cường tiếp xúc, trao đổi cấp cao và các cấp, chỉ đạo các cơ quan hữu quan triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương, tích cực thực hiện chương trình hành động triển khai quan hệ đối tác chiến lược tăng cường Việt Nam-Thái Lan giai đoạn 2022-2027 trên các lĩnh vực. Hai bên nhất trí đưa kim ngạch thương mại song phương sớm đạt mục tiêu 25 tỷ đô la Mỹ theo hướng cân bằng, tiếp tục triển khai chiến lược ba kết nối, đặc biệt là kết nối chuỗi cung ứng và các lĩnh vực chiến lược như giao thông vận tải, kinh tế số, kinh tế xanh, chuyển đổi năng lượng, sớm lập nhóm công tác chung để xây dựng nội hàm và kế hoạch cụ thể triển khai chiến lược này. Thưa quý vị, do điều kiện khai thác ngày một xuống sâu, môi trường lao động hiện nay tại không ít các mỏ hầm lò cũng vì thế mà trở nên phức tạp, tiềm ẩn nhiều rủi ro. Để đảm bảo an toàn trong sản xuất, thời gian qua, các doanh nghiệp ngành than đã chủ động tìm tòi, áp dụng nhiều giải pháp, đầu tư công nghệ hiện đại nhằm đảm bảo sản lượng than khai thác đúng kế hoạch và đặc biệt là hạn chế tối đa tai nạn trong lao động hầm lò. Kiểm tra an ninh an toàn là nhiệm vụ bắt buộc mà thợ mỏ tại phân xưởng khai thác chính, công ty than Mông Dương này phải thực hiện trước khi xuống lò. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền hướng dẫn an toàn cũng là một nội dung quan trọng được lãnh đạo đơn vị truyền đạt trực tiếp tới từng thành viên trước khi vào ca. Công tác triển khai giao việc, giao ca của cán bộ chuyên sản xuất đến từng vị trí, từng công nhân và giao cụ thể đối với những cái vị trí mà có xảy ra những vị trí mà có thể nguy cơ mất an toàn thì phải quán triệt nhắc nhở và để cho công nhân làm việc ở trong cái môi trường nó phải là an toàn nhất. Hiện nay, để giảm thiểu và tiến tới là loại bỏ những nguy cơ mất an toàn lao động, tất cả các đơn vị sản xuất than hầm lò của TKV đang tăng cường thực hiện công tác thông gió và các giải pháp kiểm soát khí, phòng ngừa than tự cháy tại các mỏ hầm lò, xây dựng hệ thống kiểm soát an toàn, tổ chức các đoàn kiểm tra đột xuất của từng phòng ban cũng như hệ thống an toàn viên của từng phân xưởng. Chúng tôi có hệ thống giám sát an toàn của các phòng kỹ thuật, an toàn cơ điện điều khiển đi các cái vị trí sản xuất. Đồng thời với đó thì các đồng chí ca trưởng, tổ trưởng, gương trưởng của các gương cũng tham gia vào công tác an toàn này. Chúng tôi cũng gắn lương, gắn trách nhiệm vào các đồng chí làm công tác an toàn. Theo TKV, với nhiều giải pháp được triển khai, thời gian qua môi trường lao động của người thợ mỏ đã được cải thiện rất nhiều so với trước. Cùng với đó là các vụ việc mất an toàn trong sản xuất ngày càng giảm thiểu. Công tác thi đua đảm bảo an toàn lao động được tuyên truyền,
cập nhật đến từng cá nhân, từng bộ phận thông qua nhiều hình thức trực tuyến. Công ty cũng đang thực hiện thi trắc nghiệm rủi ro hàng quý. Năm nay thì công ty cũng tổ chức thêm một cái cho đội ngũ nữa là cán bộ trừ tổ phó tổ sản xuất trở lên và đội viên đội cứu hỏa thi đối với các cái tình huống, xử lý các tình huống vì tình huống trong sản xuất khi gặp phải. Thì cái này cũng đang vận dụng trên cái phần app My Aloha và có thưởng ngay. Cùng với việc ứng dụng công nghệ cơ giới hóa trong sản xuất, thời gian tới ngành than cũng tập trung đẩy mạnh việc tuyên truyền giáo dục về chính sách, pháp luật, nâng cao ý thức tự chủ, an toàn của người lao động và người sử dụng lao động. Đồng thời, thường xuyên rà soát, hoàn thiện các quy trình, quy định nhằm nâng cao tối đa hệ số an toàn trong lao động hầm lò. Thưa quý vị, bờ vỡ sông Hồng là khu vực tiếp giáp lòng sông và được người dân sử dụng như một hành lang đê điều bảo vệ nội thành Hà Nội. Nơi đây cũng được người dân và chính quyền địa phương cải tạo thành một công viên xanh cho cộng đồng cư dân. Tuy nhiên, sau cơn bão số 3, khu vực này lại chịu nhiều thiệt hại nặng nề với hàng tấn rác thải tràn ngập và ô nhiễm. Bằng tình yêu thiên nhiên và trách nhiệm với xã hội, hàng trăm tình nguyện viên và người dân đã chung tay dọn dẹp khu vực này, khôi phục lại màu xanh vốn có của bờ sông Hồng. Công viên rừng cộng đồng Phúc Tân thuộc khu vực bờ vỡ sông Hồng. Sau cơn bão số 3, nơi này không chỉ ngập nước mà rác thải từ nhiều nơi cuốn về gây ô nhiễm nghiêm trọng. Trước tình trạng này, nhiều bạn trẻ và người dân khu vực đã tình nguyện dọn dẹp không ngơi tay. Khối lượng công việc cũng nhiều nhưng mà số người làm cũng nhiều nên là em nghĩ là sẽ không mất nhiều thời gian và không gây khó khăn. Thì em luôn mong là thành phố của mình, mà không chỉ riêng thành phố mình mà tất cả nơi khác luôn xanh sạch đẹp. Hoạt động của nhóm bạn trẻ này đã thu hút gần 100 tình nguyện viên tham gia. Sau chiến dịch, hơn 3 tấn rác thải đã được thu gom, phân loại và vận chuyển đến các đơn vị xử lý. Mới đầu thực hiện thì khá là khó khăn để thu gom rác lại. Nhưng mà chúng tôi đã có một buổi tập luyện vào hôm trước đó. Và bạn thấy đấy, với một cộng đồng tình nguyện viên lớn mạnh và tinh thần xung phong thế này, thì toàn bộ khu vực sân chơi tại đây đã được làm sạch. Tôi rất vui vì hoạt động đã thu hút được rất nhiều bạn trẻ và người dân cùng tham gia. Chúng tôi mong rằng những đóng góp thiết thực nhằm tái thiết môi trường sau thiên tai, giảm thiểu tác động tiêu cực và giúp thành phố tươi đẹp hơn. Cùng với sự hỗ trợ của địa phương, các đơn vị thu gom rác thải và trách nhiệm xã hội của nhiều người trẻ, những mảng xanh đã dần được phủ lại hai bên bờ sông Hồng. Lượng rác thải và xác động vật tích ở đây rất nhiều, tức là trôi từ lũ về đấy. Các bạn thấy mắc trên cây vừa rồi dùng máy xúc máy ủi xử lý rất nhiều, phải đến mấy chục tấn rác thải. Chính quyền phường rất hoan nghênh và đồng tình ủng hộ và rất muốn nhiều cái tình nguyện viên như ngày hôm nay để cho địa bàn phường được xanh sạch đẹp và bảo đảm vệ sinh môi trường. Trước đó, việc biến bờ vỡ sông Hồng, một khu vực ô nhiễm, thành công viên rừng cho cộng đồng đã nhận được sự hưởng ứng của đông đảo người dân thủ đô. Việc tiếp tục làm sạch và duy trì không gian này thể hiện tinh thần trách nhiệm và đoàn kết của cộng đồng cư dân trong việc duy trì và bảo vệ các không gian xanh, nâng cao chất lượng cuộc sống. Thưa quý vị, ngày 9 tháng 10, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã bổ nhiệm ông Tom Blecher, người Anh, làm phó Tổng thư ký phụ trách các vấn đề nhân đạo và điều phối cứu trợ khẩn cấp, văn phòng điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc. Ông Blecher sẽ kế nhiệm ông Martin Griffiths, người cũng là người Anh, đã đảm nhiệm vị trí phó Tổng thư ký phụ trách các vấn đề nhân đạo và điều phối cứu trợ khẩn cấp từ tháng 7 năm 2021 đến tháng 6 năm 2024. Ông Blecher hiện là hiệu trưởng Đại học Hertford, Oxford, kiêm phó chủ tịch hội đồng các trường thuộc Đại học Oxford, được cho là người có nhiều kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo và cải tổ các tổ chức, cùng với hiểu biết sâu sắc về ngoại giao ở cấp cao nhất. Ngày 9 tháng 10, Mỹ thông báo Tổng thống Joe Biden đã tiến hành điện đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu bàn về biện pháp đáp trả của Tel Aviv đối với vụ tập kích tên lửa trước đó của Iran. Đây là cuộc điện đàm đầu tiên giữa lãnh đạo hai nước kể từ ngày 21 tháng 8 sau khi Israel đẩy mạnh các chiến dịch quân sự nhằm vào phong trào Hezbollah ở Liban. Người phát ngôn Nhà Trắng Karine Jean-Pierre
thông báo Tổng thống Joe Biden và Phó Tổng thống Kamala Harris đã có cuộc hội đàm hiệu quả với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và hai bên nhất trí giữ liên lạc chặt chẽ trong thời gian tới. Trong cuộc điện đàm, Tổng thống Mỹ đã hối thúc Israel cần phải giảm đến mức tối đa mối nguy hại đối với dân thường, đặc biệt là những khu vực tập trung đông dân cư tại Beirut của Liban. Về phần mình, văn phòng của Thủ tướng Netanyahu đã xác nhận thông tin về cuộc điện đàm giữa lãnh đạo hai nước. Ngày 9 tháng 10, Triều Tiên thông báo đã bắt đầu đóng cửa toàn bộ các tuyến đường bộ và đường sắt nối với Hàn Quốc. Đây được xem là một trong những phản ứng cứng rắn nhất của Bình Nhưỡng đối với các cuộc tập trận của Hàn Quốc và Mỹ thời gian gần đây. Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA dẫn thông cáo của Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Triều Tiên cho biết một dự án được triển khai vào ngày 9 tháng 10 nhằm ngừng hoạt động hoàn toàn các tuyến đường bộ và đường sắt kết nối với Hàn Quốc và gia tăng phòng thủ vững chắc ở biên giới. Cũng theo KCNA, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Triều Tiên đã nhấn mạnh không thể bỏ qua mức độ nghiêm trọng của tình hình trên bán đảo Triều Tiên trước các cuộc tập trận hàng ngày của Hàn Quốc gần biên giới phía nam Triều Tiên cùng các khí tài quân sự hạt nhân của Mỹ. Ngày 9 tháng 10, Mặt trận Công đoàn các trường đại học quốc gia Argentina tuyên bố sẽ tiến hành đình công 24 giờ trong ngày 10 tháng 10, ngay sau khi Hạ viện nước này bỏ phiếu thông qua quyền phủ quyết của Tổng thống Javier Milei đối với luật hỗ trợ tài chính cho các trường đại học công lập. Trước đó, phe đối lập tại Hạ viện Argentina đã không vận động được đủ 2/3 số phiếu bầu để ngăn cản Tổng thống Milei phủ quyết việc chi bổ sung 0,14% tổng sản phẩm quốc nội GDP để đầu tư cho các trường học. Trường đại học công lập trong bối cảnh lạm phát tăng hơn 236% trong 8 tháng đầu năm nay. Phần tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.